Rồi, em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có làm lại cổ của chiếc Vario 150, thì em giới thiệu bán cái mã chén cổ là FMC nè, là chén cổ cái công ty chuyên sản xuất chén cổ cho Honda của mình, thì nó xài được từ dòng rim cho tới SH150 luôn nha cô chú anh chị. Thì một bộ chén này thôi, thì đây là cái chuẩn của hãng Honda. Thì trong một cái bộ chén á thì có 6 chi tiết. Thì trước khi mình cũng giới thiệu sơ qua chiếc Vario mình đang làm, thì Vario là nó bị lỗi cổ nhiều nhất nha cô chú anh chị. Thứ nhất là nhúng keo, thứ hai là nó kẹt cứng cổ đơ luôn. Thì cái chiếc mình đang nhận này là nó kẹt cứng nha cô chú anh chị, là không có lắc cổ được. Cái này chạy rất là nguy hiểm nha cô chú anh chị. Đây nè, cứng đơ, cứng ngắt luôn á, nghĩa là mình lắc qua lắc lại nó không nổ, nó không có được luôn nha cô chú anh chị. Nó nặng lắm, mình chạy rất là đảo lái. Thì cái này nè, mình nên thay bộ chén cổ mới, tại mình thấy đa số cái dòng của Vario nó hay lỗi nhiều cô chú anh chị. Thì mình cũng để cái máy lên rồi mình chia sẻ cho cô chú anh chị về cái bộ chén cổ của mình bán là cái công ty FMC chuyên sản xuất chén cổ cho Honda Việt Nam của mình. Thì một bộ chén cổ là nó xài cho rất là nhiều dòng xe nha cô chú anh chị. Thì đây nè, thì mình cũng cho cô chú anh chị thôi. Đây là chính hãng nha cô chú anh chị, vẫn có hàng nhái nhưng mà mình bán tại nó có 60.000, mình bán 60.000 nè. Anh vẫn có hàng nhái nha cô chú anh chị. Mình bán luôn là bán những cái mặt hàng chính hãng. Thì đối với những cái chén cổ chính hãng cô chú anh chị, nó vô cái khuôn khổ, thì cô chú anh chị đóng vô nó đúng khuôn hết nha cô chú anh chị. Đây nè, có FMC trên cái thân luôn nè, và có dòng bi nè, chén trên nè, bộ chén trên, bộ chén dưới nè cô chú anh chị. Rồi đối với làm cổ cô chú anh chị là 6 chi tiết mình chỉ đóng vô thôi. Đối với làm cổ những chiếc này thì cô chú anh chị mình không có cần mở nhựa nhiều, mở đúng cái khu nhựa này thôi. Bắn chén cổ ra luôn chứ anh chị. Thì đây, thì trong đây mình lắc cái cổ qua hết bên đây nè. Đó. Rồi mình ở trong đây có con ốc và mình chỉ lòn súng cho mình bắn rồi mình chỉ cái cổ lên thôi nha cô chú anh chị. Đây, cái này mình nói dài ra, mình dùng cái lực súng này lớn, nó kẹt là mình bẻ không nổi luôn cô chú anh chị. Thì trong đây á mình lắc cái cổ ra, nó sẽ mình bắn nó sợ vụt ốc, thì cô chú anh chị lấy dãy mũ á, chè trắng trong đó. Đó, nó có vụt ốc xuống thì nó rớt, để mũ mình khỏi mới cầm đi kiếm cực. Với là kinh nghiệm lâu năm làm nó cho mình cái cách kinh nghiệm nó như vậy nha cô chú anh chị. Rồi thì cô chú anh chị súng thì chọn cây súng lực lớn nha cô chú, đừng có mua cái này nhỏ nữa. Nhiều khi mình mua đây, hôm nay mình sử dụng dây súng rất là lớn của chú anh chị, lực này là 2030 newton nè, đó, bắn phát là ra liền của chú anh chị. Đó. Đây, rất là đã của chú anh chị, chỉ cần bắn một nhịp thôi mình sẽ chỉnh mod á, mod nó là hết mod luôn của chú anh chị. Đây là cái thương hiệu của Đức nha cô chú anh chị, đồ xịn xài rất là bền và lực nó rất là khủng, mình bắn là khỏi lo như cái gì. Đây nè, mình nhấp một cái là chưa kịp cái gì là nó đã ra ốc rồi nha cô chú anh chị, nghĩa là chưa kịp đập búa 2-3 búa nữa đó. Rồi thì mình bắn ra nè, thì bắn vô thì xài súng nhỏ thôi, bắn ra xài súng lớn nha cô chú anh chị. Rồi mình sẽ cho cô chú anh chị xem kê chia trắng đó, nó không có rớt ốc, nó đỡ mất thời gian dữ lắm. Mình rút ra cho cô chú anh chị xem nè. Đây nè, hai con ốc á, hai con ốc nằm ở dưới nè cô chú anh chị, nằm cái trong cái bao mình hay ấy nè, giờ mình gấp ra đó, một miếng nè mình để xuống và hai miếng nè. Đây rồi mình nắm cái tay mình rút cái này ra, đừng để những cái còn lại ở trên cô chú anh chị, là nó gớt mình kiếm cực lắm. Đây nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ dở lên, mình gắn camera mình dở lên rồi mình sẽ lấy giải mình che trắng để đừng có trầy đồng nhựa cô chú anh chị. Đây mình sẽ rút cái cổ lên. Mình dùng dẻ mình che chắn rồi mình nghiêng nó xuống rồi chứ gì, cho nó không trầy đồ nhựa nha.
xong rồi nè cô chú anh chị. Rồi mình sẽ dùng một cái khẩu nha cô chú anh chị, cái khẩu để mình lòn mình bắn cái chén cổ ra. Thì trên thị trường có bán rất là nhiều cái này, mình sẽ không có mất thời gian để mà tháo đồ nhựa nha cô chú anh chị, cứ bắn một phát là ra thôi. Đây. Tiếp theo mình mở cái đầy ốc thứ hai của chứ gì, nó sẽ có hai con đầy ốc. Thì mở xong mình cho cô chú anh chị thấy nó độ sét nó như thế nào. Nó hư hết nha cô chú anh chị. Thì video đặc biệt mình nên thay đi, đừng có giữ gì hết. Thay vô nhiều khi nó còn giật á, đừng có giữ nha cô chú anh chị. Rồi mình đã lấy xuống xong rồi mình quay cho cô chú anh chị rồi mình thay vô nha cô chú anh chị. Không giữ được nha cô chú anh chị. Nó sét nè. Nó sét hết trơn vậy đó. Thì không có xài được đâu. Rồi trên dưới này nè. Ở đây nữa nè. Thì nó lúng chén luôn. Mình chỉ thay cái bộ mới vô là ok nha cô chú anh chị. Thì mình lúc nào cũng làm đồ chính hãng của FMC. Thì nó vô khuôn khổ hết nha cô chú anh chị. Đây nè. Đây là cái chén dưới, nó hai mảnh chén dưới dùm vòng bi nè, ba mảnh tất cả nè. Rồi chén trên nè. Rồi khi vô cô chú anh chị băm nhẹ này cho mình, băm nhẹ cái chiếc khâu này, mình để có dấu chứng nhận mình băm cái xương xương đó, mình vô chén cổ nó sẽ ok hơn. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị, các cô chú anh chị mua bộ chén cổ chính hãng FMC để thay cho Vario thì liên hệ theo số 0866830039 hoặc lấy số em thường ghi trên tiêu đề. Em xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị.